Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Long An. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An lớp 5 sẽ đồng hành cùng các em trong các hoạt động giáo dục, giúp các em khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm về địa phương Long An thông qua 6 chủ đề: vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Long An, văn học thiếu nhi địa phương, làng điệu dân ca quê em, đại lễ Kỳ Yên ở đình Tân Phước Tây, nghề làm nón ở Đức Hòa, bác sĩ Hồ Văn Huê, người con ưu tú của quê hương Long An. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An lớp 5 thực sự có ý nghĩa khi các em vận dụng những điều đã học để thực hiện những hành động, việc làm phù hợp với năng lực, góp phần gìn giữ và xây dựng quê hương Long An giàu đẹp.